các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết tôi thích cảm giác ở một mình tự do tự tại nếu đi ăn một mình tôi sẽ không phải lo vì việc ăn chậm bị những người đi cùng nhìn chằm chằm thúc giục khi đi bộ một mình tôi không cần để ý rằng có ai dừng lại chờ tôi buộc dây dày hay không xem phim một mình tôi có thể yên lặng tận hưởng bộ phim mà không cần trả lời câu hỏi người bên cạnh thắc mắc khi tôi một mình leo núi đứng trên đỉnh tôi nghĩ rằng ngọn núi ấy chỉ thuộc về mỗi mình tôi. Tôi tự nấu ăn, những món ăn vẫn rất bắt mắt và ngon miệng. Thi thoảng, tôi sẽ đi siêu thị để xem món ăn vặt tôi thích có còn hàng không. Mặc dù không thích đồ ngọt, nhưng tôi vẫn thủ sẵn mấy viên sô-cô-la trong túi vải của mình. Ảnh minh họa Tôi thích mặc một chiếc áo phông vừa dài vừa rộng đi lại trong phòng khách của mình. Tôi thích những món đồ nhỏ không có gọng thép, không có miếng sóc độn. Tôi thích những chiếc quần váy mềm mại, mát mẻ. Hoặc một chiếc quần jean sáng màu kết hợp cùng một đôi giày thể thao đã bị sờn vải, trông cũng khá nghệ thuật. Tôi thích hát, tôi thích nghe giọng của bản thân khi nêu ngao vài câu. Tôi sẽ ngồi trong phòng và có thể hát suốt một đêm. Tôi thích vẽ, vẽ gì thì vẽ, tôi sẽ chụp lại một tấm hình bầu trời bằng điện thoại và họa theo nó. Tôi thích đi dạo, nhất là vào khoảng thời gian mọi người chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Gió mang mát không khí trong lành tâm hồn tôi cũng thanh thản tôi thích đứng bên đường với một chiếc ô trong ngày mưa không làm gì chỉ đứng và suy nghĩ điều gì đó và nhìn những người chạy vội lướt qua tôi tôi thích nhìn mọi thứ qua chiếc lăng kính vạn hoa thật lâu mọi thứ trông thật đẹp khi con đường vắng vẻ thay vì lo sợ một điều bất ngờ gì đó sẽ xảy ra thì tôi lại nhắm mắt bước đi tận hưởng sự yên tĩnh mà hiếm khi con đường này có ảnh minh họa có lẽ tôi là một người nhàm chán một người ích kỷ một người tầm thường tôi có quá nhiều thời gian ở một mình tôi có thể đi gặp bác sĩ uống thuốc khi bị ốm hoặc khóc một lúc cười một lúc khi quá mệt mỏi một mình đi học một mình đi làm một mình mua cơm một mình mua một chiếc vé xem phim và một mình đi qua một quãng đường dài để về nhà ai đó có thể sẽ nghĩ rằng tôi cô đơn nhưng tôi chỉ muốn nói rằng bạn không biết rằng tôi thực sự vẫn đang hạnh phúc sống một mình dạy tôi cách làm những điều mình không giỏi không thích cách không sợ ánh mắt của người khác cách đối mặt với sự xấu hổ và làm thế nào để biến những điều đó trở nên không quan trọng tôi thích cảm giác không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai tự mình thống trị thế giới như thể tôi thực sự là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình cuộc sống gia đình chỉ vỏn vẹn trong ba chữ chỉ mình tôi tất cả những điều này sẽ trở thành cuộc sống và đó là cuộc sống của chính tôi cũng giống như bây giờ tôi đang ở một mình Tôi không biết một ngày nào đó trong tương lai sẽ có ai đó bước vào cuộc đời tôi hay không. Nếu không, hãy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ một mình thôi. Đừng ghen tị với cuộc sống của tôi. Vì mỗi người đều có một cuộc sống mà tôi ghen tị. Tất cả chúng ta đều có quyền viết một cái gì đó lên mạng xã hội, có thể để tìm kiếm sự đồng cảm, cũng có thể chỉ để bản thân nhẹ lòng hơn. Nhưng suy cho cùng, trái tim của mỗi người đều là một hòn đảo biệt lập có người là một hòn đảo hoang cũng có người bật lên được vẻ đẹp rực rỡ của riêng mình